anh chị đang xem cái cảnh xịt rửa cái cơn heo cảm biến trên anh chị ha. Đây là dạng cơn heo nái cảm biến trên, cho nên nó chống nước, chúng ta xịt rửa rất là an toàn sau khi sử dụng. Và cái cân này nó chống chuột nữa, cho nên chúng ta không có tốn tiền sửa cân trong thời gian sử dụng lâu dài. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến suối Rau, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để xem anh kỹ thuật viên cân điện tử Gia Phát giao cân cho khách hàng thực tế như thế nào anh chị ha. Cân heo điện tử, cân heo nái anh chị ha, cho nên nó vừa đủ kích thước để cân được một con heo nái hoặc có thể là cân con hai con heo thịt, con trước con sau. Và cân này có bánh xe di chuyển, cho nên mình muốn di chuyển cân đến vị trí nào thì chúng ta cứ nhẹ nhàng đẩy cân đi thôi. Với cái dòng cân này, nếu như không có bánh xe thì bốn người đàn ông khiêng cái cân này cũng hơi mệt đây, nó rất là nặng. Nhưng mà đã có bánh xe rồi thì cái việc di chuyển nó rất nhẹ nhàng, trong nền nhà, trong nền xi măng hay là trong nền bê tông của nhà xưởng á, rất nhẹ nhàng anh chị ạ. Ở bốn góc á, anh chị thấy có bốn cái chân đế và nó có thể tăng đơ được, có thể nâng chỉnh cao thấp được, giúp cái cân nó thăng bằng trên mọi bề mặt ha. Như vậy thì giúp cái cân nó ổn định hơn, nó kiên cố hơn và cân nó chuẩn xác theo thời gian lâu dài hơn. Còn hệ thống cửa thì có phiên bản là mở cửa hai bên và có phiên bản là đứng một bên và mở cửa được hai bên như thế này. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh chị mà anh chị có thể chọn là hai người đứng mở cửa hai bên hoặc là một người đứng bên này và có thể mở cửa được bên kia. Chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân điện tử, cân heo nái cảm biến trên này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline thì trên màn hình đó là 0909898833 ha. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp bổ ích về dòng cân điện tử cảm biến trên quá, thì anh chị đừng quên bấm vào nút like hoặc nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa kênh điện tử cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.